đau ống cổ tay là tôi bị ở đây tay phải này. Ống cổ tay vì tay trái của tôi bị sau khi bị tai nạn thì là nó mất kiểm soát bao nhiêu năm nay, nhưng bây giờ dùng điện trần thì nó từ từ nó mới lấy lại được, thì mình vẫn phải dùng tay phải là chủ yếu. Thế tôi đau ở vai đây, ở chỗ này và xuống đây thì đến cổ tay và bàn tay rất là đau, nhưng mà tôi mới chỉ làm cái đau cái ống cổ tay nữa, ngày này thứ 6, mỗi ngày 2 lần này. Không ạ, và cổ tay ở hai bên tôi làm luôn cả tay trái nữa, tay phải. Đấy, xong đấy rồi lấy thứ năm nha, năm thứ hai đây, năm rồi lấy máy xay xay, tức là làm như thế này vài lần một ngày.